gì để trẻ mãi không già. Mái tóc lớn đốm và các sợi bạc, phía đôi mắt hằn lên vết chân chim là các dấu hiệu cho thấy bạn đang già đi. Nhiều người đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền vào các tiệm làm đẹp cũng như các loại kem xóa nếp nhăn. Một số hóa chất chống oxy hóa được chứng minh có tác dụng làm tăng chiều dài của telomere, một đầu mũ nhỏ ở cuối sợi ADN mà có liên quan đến quá trình lão hóa. Khi chúng ta già đi, đoạn telomere có tác dụng bảo vệ khỏi quá trình này cũng ngắn dần và ADN ngừng quá trình tái tạo mới. Điều này khiến cho các tế bào bị phá hủy dần và gây ra hiện tượng lão hóa. Một quá trình khác cũng làm ngắn dần, telomere là các stress oxy hóa, các phân tử kém bền vững gây tổn thương vào cấu trúc tế bào trong đó có telomere. Và khi chúng ta già đi, có thể sẽ mất dần khả năng trung hòa các phân tử kém bền này. Độ dài của telomere cũng là một marker đánh giá tuổi thọ của bạn. Telomere càng ngắn thì khả năng sống lâu của bạn càng giảm. Tuy nhiên cũng đừng quá lo lắng, những dưỡng chất và chất chống oxy hóa sau đây có thể giúp bạn để lùi quá trình lão hóa và kéo dài telomere của bạn. Vitamin A, D và C, những vitamin này hoạt động như những chất chống oxy hóa, giúp giải quyết trình stress oxy hóa, chúng còn hỗ trợ cho chức năng của làn da và các cơ quan trong cơ thể. Vitamin A giúp dọn sạch các phân tử oxy hóa kém bền và trung hòa hoạt, hoạt tính của chúng. Vitamin này cũng kích thích hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn khi chúng ta già đi. Các thực phẩm giàu vitamin A bao gồm thịt bò, thịt da cầm, trứng và các loại rau quả có màu sáng như mơ, cam, cà rốt và cà chua. Hãy cố gắng ăn ít nhất khoảng 2 khẩu phần những thực phẩm này hàng ngày để giúp tăng cường hàm lượng vitamin A trong cơ thể. Vitamin C chứa nhiều trong các loại trái cây chua, rất cần thiết cho sự hình thành và tái tạo collagen, là thành phần mang lại cho da độ đàn hồi và sức khỏe. Vitamin D được chứng minh là có thể ngăn ngừa quá trình lão hóa da và giúp kéo dài telomere trong ADN. Trong một nghiên cứu được đăng trong tạp chí, American Journal of Clinical Nutrition đã chỉ ra rằng telomere ở những bệnh nhân có hàm lượng vitamin D cao dài hơn hẳn so với những bệnh nhân có hàm lượng thấp. Bạn có thể cung cấp vitamin D cho cơ thể bằng cách sử dụng các sản phẩm ngũ cốc bổ sung và sản phẩm từ sữa hoặc thực phẩm chức năng bổ sung vitamin D. Axit béo omega 3, loại chất béo kỳ diệu này đã được chứng minh là có thể giúp tăng cường sức khỏe cho người cao tuổi theo nhiều cách, từ giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và viêm nhiễm cho tới hỗ trợ sức khỏe làn da và giảm đau khớp. Các nhà khoa học tại Đại học Ohio đã chỉ ra rằng omega 3 giúp bảo tồn độ dài của telomere ở những người bị thừa cân và cả những người trung niên của những người cao tuổi khỏe mạnh. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng ăn cá khoảng 2 lần một tuần hoặc sử dụng dầu gan cá ở hàm lượng tương đương sẽ mang lại nhiều lợi ích tích cực đối với bệnh tim mạch. Nếu bạn không phải là một người yêu thích cá mà có thể bổ sung omega 3 từ hạt lanh, các quả hạch, ốc chó, dầu thực vật và trứng gà. Polyphenol cũng giống như các loại vitamin A, C hay D, polyphenol cũng là chất chống oxy hóa rất mạnh. Polyphenol là thành phần rất nhiều trong các loại trà trắng và trà xanh cũng như nho, hạt nho và hạt cacao. Magie khoáng chất này đóng vai trò quan trọng trong hơn 300 chức năng sinh học của cơ thể. Magie có tác dụng giãn cơ và làm dịu hệ thần kinh giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Nó cũng tham gia vào quá trình điều hòa nhịp tim, huyết áp, tổng hợp protein, hình thành xương và kiểm soát đường huyết. Magie cũng là nguyên tố cực kỳ cần thiết để duy trì và đảm bảo các chức năng cơ thể hoạt động bình thường. Khi chúng ta già đi, magie giúp bảo vệ telomere bằng cách hỗ trợ cho tính toàn vẹn và tham gia vào quá trình sửa chữa ADN cũng như giảm các stress oxy hóa và quá trình viêm. Bạn cần cung cấp khoảng 400 mg magie trên một ngày. Do vậy hãy tăng cường bổ sung thêm các loại rau có màu xanh đậm, các loại hạt, quả hạch, đậu, cá và các loại hạt nguyên cám vào chế độ ăn bởi thực phẩm này rất giàu magie. Resveratrol những tín đồ rượu vang sẽ thật sự cảm thấy vui mừng khi nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng hiệu quả chống oxy hóa vô cùng thần kỳ của resveratrol một chất chống oxy hóa có trong rượu vang đỏ. Ngoài ra, chất này còn giúp cải thiện độ nhạy của cơ thể với hormone insulin và giúp bảo vệ khỏi nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách làm thư giãn các mạch máu. Các nghiên cứu cũng đưa ra mối liên quan giữa resveratrol và khả năng kéo dài tuổi thọ. Resveratrol kích thích quá trình tái tạo và giúp cơ thể sửa chữa các tế bào tổn thương trong cơ thể, do đó giúp đảm bảo tính toàn vẹn của telomere. Coenzyme Q10. Loại enzyme này đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình sinh năng lượng của tế bào. Có thể sử dụng coenzyme 10 để tổng hợp các adenosine, triphosphate, một hợp chất giàu năng lượng có chức năng vận chuyển năng lượng tới nơi cần thiết để tế bào sử dụng. Khi chúng ta bước vào thời kỳ lão hóa, có thể sẽ tổng hợp coenzyme 10 một cách ít đi. Do đó tế bào sẽ không hoạt động hiệu quả như hồi chúng ta còn trẻ. Không có tài liệu nào để đánh giá được chính xác hàm lượng. Coenzyme Q10 bạn cần bổ sung. Tuy nhiên bạn có thể nạp thêm chất này ở các loại thực phẩm như thịt bò, cá mòi, cá thu và nội tạng động vật như gan. Những bữa ăn chay có thể cung cấp coenzyme Q10 từ các loại rau xanh như bina, bông cải xanh hoặc súp lơ.